Hello mọi người, giờ thì buổi sáng là vợ chồng mình dậy đóng hàng, chưa đi đâu vào đâu. Muốn đi chắc là cho mấy anh em kia đi trước, cô em lại về nè mọi người. À, chào mấy bác nè. Chào mấy bác yêu đam mê lát nha. Đấy, cô em là đi ba bố con mọi người, thì giờ lại về lan nữa. Cái này thì hình như là ba hôm à? Em đi ba hôm à? Hai hôm. Hai hôm ba người. Ba người. Đây là lan của anh em này mọi người xem nhá. Cô nhà đây là hàng của cô em Min về nhá cả nhà nhá. Cầm bê bê cho anh cái. Độ to của nó nhá. Đấy, nhà. Em phải cầm kiểu này cơ mấy bác mới thấy. Đấy. To chưa cả nhà, khủng luôn nhá. Đây bản lá này. Wow, cái sóc này cái gọi là cái sóc khủng bố luôn. Trong năm nay thì mấy anh em được là cái này là khủng bố này. Nói chung là nó không được xuất sắc thôi, nhưng mà cái khủng bố cái này thì bằng ngón tay cái luôn nhá. À ngón chân cái luôn. Rất là to nha mọi người. Ồ, cái này thì được 1 2 3 4 5 6. Và cái lá đây thì rớt rồi nhá. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 lá. Wow. Ít lá nhưng mà to nhỉ. Quá khủng khủng khiếp luôn. Cái này là sóc, gọi là không phải là sóc bông sóc gì nữa, đây là sóc khủng. Đó, và cây này mọi người, cây ông anh đang cầm đây, cây một mẹ một con. Cây này thì chắc chắn là sẽ nhiều anh mê lắm này, phê luôn, chữ E kéo dài, một mẹ một con thì anh em đã bỏ bao và dập cái lá đây nhá. Ô chữ mê E kéo dài luôn, quá đã cho cái sóc này. Ô, ôi giời ơi, đẹp như ông mặt trời. Nguyên bản thì về cho em chơi luôn, về chắc là manet lấy máy khoan, manet sẽ khoan đục cái lỗ này. Tại vì cái này là lõi không cả nhà ơi, lõi không luôn, đặc kít luôn. Cái này thì bao người xài tới già tới cháu tới chết luôn nha. Tại vì cái gỗ này lõi là nó rất là khó để mục nha. Trừ phi là cái giáp này nó đã đi hết rồi, nhưng cái lõi này thì manet đảm bảo mọi người luôn nha. Đó, nếu mà cứ mục là cứ alo manet nha. Wow, quá đã luôn em ơi. Đá luôn cả nhà mình ơi. Em xoay đường này. Ừ. Quá trời, quá đá luôn. Đây mọi người. Cô em này hôm nay đi một mình đây được khá là nhiều. Sao lắc đầu muốn khóc à? Không, đỏ mặt, cây cho đỏ mặt. Hôm nay là đi 5 anh em à? 5 anh em. Có đi xe tăng không? Để nhà, để nhà đó. Hàng của mọi người là manet đã đóng rồi nha cả nhà, chưa đi đấy. Thôi. Thì bây giờ thì mấy anh em sang bán cho manet và manet chia sẻ lại cho mọi người nha. Cái nhọn khủng. Wow. Và cái tím có ít, hôm lại mấy anh em là không có trứng bướm, cái sóc. Đù đà nhỉ. Này cái này sóc này. Tự nhiên cái này đã đi làm cái lá này. Cái này bản lá nó mới to. Phí quá. Quá phí em ạ. Cái này đá luôn rồi nhỉ. Cái nhọn giống này mấy anh em không tha luôn. Trời ơi, không trượt phát nào luôn. Ôi, già trẻ cũng tha. Bé lớn gì lượm hết. Cái này có màu góc góc à? Đây là hàng của anh em vừa về. Cái này. Nhọn này. Cây này thì nó chắc là ở thế này rồi, đúng không? Chắc ở thế này anh nhìn nó cũng biết là nó ở thế này. Cái này cái lan anh nuôi mà sao em đi lấy, anh để nó xoắn nó đây. Anh để nó xoắn theo hai vòng nữa là đi lấy này. Đây cả nhà. Wow, cái này quá là đẹp luôn nha. Hầu như là mấy anh em mang hàng về là ôi chú cha. Cái này sao anh chỉ thấy khúc gỗ vậy, cái lan không thấy. Cái này thì lá thì rất là ngắn tròn đẹp mọi người. Đó, anh em lấy cả nguyên khúc này luôn. Đấy, cây thân dừa, cây này thì sống chắc 60 năm cuộc đời rồi. Chú chà, gọi là hình chữ S luôn đấy cả nhà. Cái lan này hình chữ S luôn này. Có nhãn giống, có trâu giống, có đủ loại, có cả bò. Cái này là bảo hỷ mọi người, đẹp lắm. Em đi anh vài chuyến là biết ngắm lan liền vậy. Đẹp đấy cả nhà. Wow, bụi này quá đẹp. Đó. Rồi cái này là nhọn giống này. Cả trâu giống, nhọn giống luôn. Một chùm tè le tè lưa luôn. Đó.
treo như thế này luôn, bài luôn. Ừ. Thì treo xong mình chơi bài luôn à? Giờ thì Manet sẽ tính tiền cho mấy anh em mọi người, rồi Manet cũng sẽ lên đơn tiếp nha. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Manet nha. Đó. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Hello cả nhà. Lại anh em, mấy anh em của Manet lại về đây. Chủ trà. Hàng gì đây em? Hả? Cái đó thì em dọn một bên kia. Cái có bảng tên là em đừng có dọn chung nhé. Ok. Chú chả, bữa nay nhìn mặt đẹp trai nhỉ? Em nghe anh. Xin hạ tình hình. Chú chả, cả nhà. Cây của anh em Manet được. Hả? Khoai yuka hết công tác rồi nè. Một này phút đi mà đọc hợp thường rồi. Băng khoai sắp xếp khăn vật phải đẩy khắp bài. Hình như là 3 ngày em đi thì phải em? 2 ngày. 2 ngày à? 3 ngày về em đi thôi. Hai anh em, 4 anh em được. Hai bao. Chưa về chưa đâu, bên kia đằng sau kìa. Bên kia đằng sau nữa. Đúng không? Một lô nữa, một bao nữa. Trời trời. Cái này 1 cây hả? 1 cây cho mình lên hôm bữa được. Cho mình lên hôm bữa hả? Cây mình về tối thôi. Mình về tối. Hay là cái cây mình lấy cái to đó em? Cũng cho mình về tối anh em leo không được, xong rồi anh leo đây. À. Cái mới đoạn chỗ anh em mình ngủ đó đúng không? Ừ, đúng. Em ngủ chỗ mình ngủ. À. Ý là cái dầu mà anh leo cái to đó hả? Ừ. Cái này gần chỗ đó à? Đó có game xa rồi. Kiếm chỗ ngủ thôi. À, chỗ chả vừa ngủ kiếm à? Quanh cái đó thôi, khu xếp luôn, bãi. Thì vùng đó là bãi xếp mà, anh nói từ đợt kia rồi mà. Bãi xếp, bãi đình chuẩn gì đó. Nó là bãi xếp á, nhưng mà đi qua đoạn đó là không có xếp đâu. Có đội trưởng thôi. Bây giờ thì Manet sẽ quay cho mọi người xem một ít mấy cái lan anh em vừa khai thác về nha. À, anh em của Manet, mọi người xem video nhiều thì sẽ thấy là cái máy anh em hết khai thác nha. Khai thác cũng nhụp. Nhụp cái nhụp là hè thử ạ. Đây là cái nhạn cơ nhỉ. Ồ. Cái nhạn chưa to không lâu rồi. Cái này thì hình như là em ăn cái lá đọt nó thì phải. Thế là mất hút cái lá đọt rồi. Đói quá rồi. Thì cái lá đẹp thế này mà mất cái đọt này. Cái này được anh chăm lại thôi. Bây giờ thì cái này đủ bàn tay mà nét rồi mọi người. Quá đã luôn. Được của em nó đấy cả nhà. Thì bây giờ thì anh em lấy ra thì mà nét ra video này luôn. Và ra video này thì có 3 anh em kia nữa thì Manet sẽ phát trực tiếp nha cho cả nhà chốt từng đơn. Đó, cái này là nhạn nha, đóng nhạn luôn. Đúng rồi em, chủ chả phải lấy như thế này chứ, sao không lấy xa xa tí chặt này còn bám không đây? Vậy luôn bây giờ đấy. Anh bây giờ biết lấy to hết rồi. Theo em vừa thôi chứ vô thôi à. Đấy, cứ làm như cái cách anh chỉ mấy đứa thì lấy như thế này thì cả nhà mình về là nó có gọi là cái khúc của về họ chăm luôn, anh em họ chăm luôn, chứ cái vỏ thì tới các bác là nó bung à, top tép hết. Mình phải lấy cái tâm mình làm chứ à, để chia sẻ cho mọi người. Cho con xuôi đây cũng bay luôn à. Cho con xuôi cho anh leo đây à.
Thì lan anh trồng hết mà. Máy này là lan anh trồng hết á. Mấy cái nhà mọi người quá là đẹp luôn. Bây giờ thì sẽ xuống video thì xong đăng video này thì chuẩn bị phát trực tiếp cho cái nhà mình cũng chốt đơn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, mọi người cho Manet một cánh tay nhá.